Trần Lâm TV 8 xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Hôm nay Trần Lâm TV 8 hôm nay là ngày mùng 1 Tết đây. Trần Lâm TV 8 đi chơi Tết. Buổi sáng thì Trần Lâm TV 8 ở nhà, hôm nay không đi đâu cả. Buổi chiều bắt đầu đi chơi Tết là đi từ chỗ xa nhất đến chỗ gần nhất. Hôm nay là lên chỗ nhà ông chú gì, nhà chú gì với lại các em chơi chúc Tết đây. Thì ở đây đã bố trí là rượu rồi. Đây ông chú kia. Thì Trần Lâm là TV Thám sẽ quay cho tất cả quý vị cùng xem là ở quê phong tục của quê Tết ở quê như nào nhá. Mời tất cả quý vị các bạn cùng đón xem. Đây quý vị các bạn cùng đón xem đây. Phong cảnh ở quê Tết thì nó vẫn như bình thường thôi các bạn ạ. Bây giờ là cả ngày Tết thì nó ăn từ hôm 25 đến giờ này nó tàn Tết rồi. Hôm nay mùng 1 Tết nhưng mà nó lại không khí không như trước Tết. Đêm lên hôm nay lên nhà chú gì chơi Tết thì Trần Lâm sẽ quay cho tất cả quý vị cùng xem. Xem Tết ở quê nào nhá. Đây là phong cảnh vùng đây là Sóc Bài, Yên Bồng, Lộc Thủy, Hòa Bình. Để Trần Lâm sẽ quay cho tất cả quý vị cùng xem nhá. Thì vừa xong Lâm vào là chung Tết rồi các bác ạ. Nên là không phải chung Tết nữa. Đây, đây là gì đây, gì Lâm đây. Đây là cu. Đi chú điện xuống dẹo chú nào. Cái gì giống như cơ. Đây mời tất cả quý vị cùng vào. Mình đi ăn một miếng đấy. Thì hôm nay vào nhà chú gì thì vừa vào đây thì đã thấy có rượu, mâm rượu đây rồi. Thì Trần Lâm TV làm sẽ quay cho tất cả quý vị xem. Ở quê thì đơn giản thôi, gặp nhau thì chỉ có đây, quan trọng như cái này. Đây kia. Đây. Đây thì mời tất cả quý vị cùng dùng bữa mình nha. Đây là hôm nay là Lâm Trần Lâm TV 8 buổi sáng là không đi chung Tết đâu được. Bắt đầu buổi chiều nay mới đầu đi chung Tết thì Trần Lâm TV 8 sẽ đi chung Tết từ nhà xa trước, xong là về nhà tối hoặc về đến nhà gần và đi hết 3 ngày Tết các bạn. Mời quý vị các bạn cùng đón xem nhá. Đây mời tất cả quý vị vào dùng bữa cơm ở Tết ở quê cùng mình nhá. Mở mở dép lấy dép ra còn. Ở quê thì đơn giản đấy các bạn. Cỗ thì ăn này từ tất niên từ hôm 25 đến giờ rồi. Hôm nay là đi chung Tết thì mỗi nhà là phải ngồi phải uống nhấn rượu. Từ 23 rồi chứ. 23 tất nhiên từ 23 hả? Chết giờ. Em nói hay quá, chết quá. Chết rồi. Nói cháu và chú và ông bà. Vâng. Vâng. Mạnh khỏe và làm ra nhiều tiền. Vâng. Thì cháu đến đây là... Vâng. Cháu đến đây là chúc khỏe chú gì với các em. Sáng năm mới, thành công mới, thắng lợi mới, làm ăn gặp nhiều may mắn, nên sức khỏe rồi dào. Rồi, cũng cứ sức khỏe là có tất cả. Sức khỏe tất cả. À, ngày mai chú gì nhá? À, ui, quá đà. Châu, châu. Cái này là thịt trâu. Thịt trâu mình là thịt trâu, gọi là thịt trâu nấu lá lồm. Người ta gọi thịt trâu nấu lá môi. Được quý vị ạ, đây. Món này là món thịt trâu. Vẫn hơi dài đúng không? Vậy luôn.
Vậy những người răng yếu không ăn được. Răng yếu nữa rồi, răng yếu ăn được. Không, như vậy với uống rượu ăn được. Ăn nhai như này. Nhưng mà ăn phải ăn nóng rồi không? Ăn nguội rồi. Gọi anh Kiến đi sang. Có gọi mà. Anh Kiến kiểu gì sáng đấy phải ngồi một tí rồi. Suốt rượu ngày, ngày rượu nọ. Đấy quý vị xem đấy, ở quê thì bây giờ là hôm nay là mùng 1 rồi, mùng 1 Tết. Thì mọi người đi tất cả chúc nhau sức khỏe cũng như là đi chúc Tết. Thì chỉ còn có 3 ngày Tết là hết thôi. Thì mùng 3 đi là ra đồng hết. Ra đồng và ra đồng cấy. Cấy thôi. Đi ra đồng hết. Thì hôm nay thì mùng 8 này mà đi mà hàng rồi. Còn những chỗ khác thì mùng 6 đã đi rồi. Anh Chiến à? Mấy nữa bố nổi tiếng. Ôi mẹ đó. Không, anh bảo cứu anh, bây giờ em lại thành cứu anh, cứu em thôi. Sao lại cứu cứu nhau như này về chơi tay đôi à, cứu nhau à? Không, chứ không phải cứu. Không nghe gì đâu cứu. Nói chung ở quê là Tết nó vui vẻ lắm các bạn, nó như ở đó đơn giản lắm, khi ngồi đây uống nhưng mà lại gặp nhau thêm mà. Đưa trận uống đây trăm chén mà, uống nhiều đâu. Rất hòa bình, chỉ có rượu thôi. Rượu nói lên tất cả. Đúng không? Đúng không, người rượu thì cái ngày mà mỗi ngày phải lít cơ. Không có lít là một lôn. Đúng anh. Cứ nạp nửa lít vào thì nó nói chuyện được. phải một lít cơ. Mình đây phải có để được từ các bếp này, thì bắt chiều các bếp này. Mình ấy không để được như chỗ bên kia. Không phải không có đâu mà để. Không có mà để với lại cũng để không để được như thế này. Mình tại là phải đun nước liên tục. Biết là đun của ngày nhưng mà như này này, như kiểu bếp than ở vùng cao ấy là thì từ một lợn ra nó để cả đúng không, để thứ nhất để cả với đấy, nhưng bây giờ là nó ra công nghệ để bán ấy thì nó lại là làm bán để được, còn nếu mà để mà ăn thì mình để như ngày xưa thì hơi khó, có lợn tạ thì trong nửa tháng hết bố đầu. Không biết nửa tháng không ấy đấy, ngay mà thịt con lợn mà làm 500 mâm là còn gì. Vậy, thịt lợn gác bếp với thịt trâu gác bếp là nó phải ngay đơn giản, mình nghĩ là thịt ăn đục lợn là làm bữa tất niên đúng không, trong bữa tất niên đấy thì còn cái gì được may được hai cái đầu đấy, mấy cân gà đấy cái đấy, đấy có gà trâu gác bếp nhỉ, còn xương nó con bỏ đầy chật tủ không đang nói vậy, nhưng mà chính hiện đụng nó vậy nhưng mà là bộ ô thế này. Để cứu các bạn một trận này. Cứu cái này là cứu. Cái này là cứu chợ. Đây là sếp này là gọi điện Lâm vào để xem thì nào giờ ông đi uống bắt là nhà này. Đi chào view hết trả về. Chào 500 anh em nhá. Vâng. Chào ông nhá. Đây quý vị cùng xem đây. Đấy là mấy chú cháu này lên nhà chú luyện với dì Đông trên sông Bài. Trên bồng lộc Thủy Hòa Bình. Uống rượu thì hôm nay thì có một thịt trâu, muốn thịt trâu với lại thịt trâu các bếp đấy, trâu này là... lợn trong các bếp, lợn mát đơn giản thôi nhưng mà nó lợn nương đấy, lợn nương hay là mát đâu, lợn nương. Ở quê thì cuộc sống đơn giản, nó không phải cầu kỳ nhiều, dưa cà rồi đấy thôi, nhưng mà các quý vị yên tâm là uống hết rượu mà chắc chắn là hết mồi đâu, mồi không sợ thiếu. Gà rừng đi có anh đấy, mời quý vị cùng dùng cơm với mình nhá. Để có chất rượu ở Xuân đúng không ạ? Ngày bình thường năm là người ta mạnh khỏe, người ta đến Tết mấy Tết năm ăn như là làm lại nhiều tiền và làm nhiều hơn mọi năm, cũng nhiều quá khỏe đâu, khỏe là làm được, chỉ có sức khỏe đâu, sức khỏe là làm được tất cả.
khỏe quá cũng được, khỏe luôn luôn, khỏe có ba bốn loại khỏe, uống rượu khỏe, ăn khỏe. Bây giờ câu là tất cả mình về đây cũng là đều gia đình cả, đi đâu đi đấy, nhưng mà khổ nó cũng đi mỗi chú đang trong khi chờ đợi là huấn chế biến thịt trâu thì anh cũng lên chỗ trên chỗ cũng là ông bà nói trên đây có thịt trâu. Thầy lấy cây ạ, uống một rượu cây, một rượu cây nó cây cho cháu đi. Cũng lúc lâm viện đấy là đang đi đủ nhau thì lại gặp bác dụng xuống đó là giúp đoàn phá đoàn nữa thì em mà ngồi để cánh Duy Linh với anh Tuấn chú ngày nay là đứng đang vào ở nhà sáng nay đi đâu được chiều nay bà thằng Châu để nó đi xong nhà hết đi mình đi chơi trong cái này đi quanh nhà bà quanh vừa về vừa nay con định bảo nó đi xuống dưới đi vợ chồng cho con đi kia tôi bảo gần tối rồi mà đi cháu nó lại nó còn bé quá thì không nên ra rồi đi đấy chung tập này một dép này không đi đâu được chơi được mình đi được vẫn hiểu nhà con đi khi nó trái khỏi dài thì lại khổ của mình thôi. Nó vậy đấy về nó vợ cho là chú 2 3 tuổi nó đi. 3 tuổi nó đi đi chơi. Rồi còn không nên bé quá không nên. Cái đấy anh cứ thật cho chú. Vâng. Thật mà. Thật chúng tôi. Cái gió trời trời này là khổ. Ô, đại ca Viên đâu nhỉ? Vào giao lưu với các anh chén nhỉ? Cũng phải dần uống nhiều rượu dần đấy chứ. Ừ gì. Đường khai vào đi. Cũng của nhà tôi mới tiết thì chưa chúc rồi mà muốn thì năm nay đi làm ăn nhưng mà cứ liên lạc số vẫn cũ số cũ gì vẫn số cũ anh gọi giờ vẫn được. Ừ, đấy mà anh điện là khi có chuông mà không nghe máy có hôm mà hay là mải bán hàng thì đấy không trách đâu đấy là không trách mà phải máy lúc nào hoạt động 24/24 lắm lúc đi làm buổi trưa gọi giờ buổi nó hơi rõ. Ờ. Nó sạc điện thoại rồi. Lấy sạc. Sạc hết đi rồi. Lấy nó sạc rồi, nó mượn rồi. Lấy nó sạc rồi, nó dùng. Cứ ngồi đây luôn bảo cái gì đâu xuống. Ăn cơm gia đình cũng là chiều mùa Tết rồi. Đâu phải anh em rồi. Gia đình làm mâm cơm, đoàn viên ngồi ăn với nhau bữa cơm. Hôm mấy hôm tất nhiên đây cánh nhà anh Trường với cánh Bằng Tung, cánh ấy đi lượn lên, lượn hết lên đấy, không phải không phải đâu. Đi được, đi, gọi là đi. Lượn ra muốn thì có. Đây giới thiệu cho tất cả quý vị các bạn nhé. Đây là chú Luyện đây. Đây là Bùi Huấn. Đây là... Gọi là hôm đấy là đi. Đây là chiến thì tất cả quý vị các bạn đã biết rồi. Mấy nhà hôm nay lên chỗ đây chung Tết thì đi mỗi nhà một ít các bạn ạ. Từ sáng nếu mà đi cả ngày thì uống mười mấy bữa chứ không phải là một hai bữa. Đúng là đi đâu là anh em mình cũng phải đi đâu anh em mình cũng có nhau. Đây là có món thịt trâu đây. Gà là nói thịt trâu thì ở đâu các bạn biết rồi nhưng mà trâu đây là đầu lá lộn. Nó là môi. Nó môi. Môi là môi. Thịt trong cái bếp. Lợn. Lợn trong cái bếp. Mà các cháu ở đây là cũng vùng cao các bác nhá. Đây các bác nhìn ngoài kia gần đồi kìa, núi kìa. Đây thì trâu thì trước trong củ cũng mà củ nó em chật. Rượu vẫn được một chai. Rượu cả bom, rượu cả can chứ. Đây. Giờ ở quê là đừng mà cái bình nước lạnh thôi. Đó mới thôi làm thôi. Để uống nhiều quá uống ra mốc và nếu mà đẻ mà chua mà mốc không biết bao giờ mốc cũng sẽ ra bà mời Trần Lâm TV 28 của anh nha. Thì nói chung là chúc Trần Lâm TV 28 sang mới này là kênh là ra được nhiều cái nói chung hay hơn, vui vẻ hơn, anh em làm của kênh đăng ký nhiều hơn. Thế thôi. Chúc tất cả anh em sang mới này anh em mình là làm tất cả là nói chung là cứ đi lên rồi anh em ủng hộ nhá. Rồi rồi ok. Cảm ơn nhá. Cảm ơn anh em. Đi cháu chị đấy bà lan bây giờ là nóc chai trước hết là
còn giữ sức khỏe. Đâu bà. Sau đó là hạnh phúc. Đấy quý vị các bạn biết đấy. Ở quê thì nó cuộc sống nó đơn giản lắm. Con cháu, con cháu đầy đàn này là bây giờ ông bà là hạnh phúc quá rồi chứ chẳng. Nhưng mà đôi khi là có nhiều người muốn cuộc sống đơn giản như vậy không được. Đấy. Phải bươn trải. Đấy. Nhiều người phải muốn bươn trải mới có cuộc sống như vậy. Bây giờ mà đơn giản bây giờ chỉ một chút là chơi nhà chơi cái vàng. Hạnh phúc quá là quá là một nửa cuộc đời là sao được người vợ em ạ. Huấn là nó là tuyệt vời đấy, đấy thì cũng là có người vợ để mà đấy, còn nó mà ế quá là anh cũng phải gì ấy. Nhưng bây giờ không nói nữa rồi, giờ là có sản phẩm được, có cháu nội chịu cho ông bà ông viện là được rồi, tuyệt vời rồi. Thế thôi, còn cuộc sống thì cũng nó bận rộn, nó chưa có đầy đủ nhưng mà thì gần vào cũng phải từ từ rồi là nó sẽ đến ngày đầy đủ rồi. Nó sẽ đến ngày đầy đủ đấy quý vị. Xem kênh nhớ like, đăng ký kênh cho Trần Lâm TV 28 nhá. TV 28 thì Trần Lâm TV 28 xin chân thành cảm ơn. Thì các bạn biết rồi đấy, ai cũng thế thôi. Cuộc sống thì nó không có màu hồng đâu, nó chỉ có cái màu mà mình gọi là màu men, màu rượu thì cái thứ thì đến với nhau. Còn anh em mà nó về quê hòa đất hòa bình mà không biết uống rượu thì xin lỗi đi, chẳng có đường về, hoặc là về sớm. Còn ai nào biết uống rượu thì còn ngồi lâu, người ta ngồi, người là người cuối cùng, người cuối cùng đây cuối cùng trong hỏi nhìn bác này là cái này tần tần men tất cả đấy. À, đất hòa bình thì nó là đất rượu rồi, đi động vậy thôi thì các bác đã biết rồi đấy. Lương Sơn Hòa Bình nhưng gặp là Lạc Thủy Hòa Bình nó lại khác, nó lại gần cao thủ hơn. Hòa Bình thì chỉ có rượu cần, nếu có rượu cầm đang lên là uống bằng. Uống phải hết, không uống đổ đầu. Ông chị em không uống được bỏ túi về, cho trai về đấy. Từ nãy giờ là các bác nhìn thấy chưa, lấy con trai kia là con kia rồi kìa. Em chỉ nói vui thôi nhưng mà không phải đâu, ở đây là còn lâu được về. Thôi các bác cứ từ từ đợi em thì uống cho các bác biết thôi. Ăn cỗ ở đây luôn mà. Cho bác đi nha. Bà sao bảo nó xem phải uống đẻ không? Đây. Chưa không? Đây bà đây, đây là Dì Đông. Dì Đông đang bế cháu đây. Không. Đây. Không. Không. Lên đấy đẹp hết. Chỉnh hết. Đẹp hết. Đấy là cháu Đích Tôn. Cháu Nội. Đây là bố. Bố đứa bé, đâu bố đứa bé thôi. Bố đứa bé lắm, một con đây, con. Còn đây là bố mẹ của bố đấy. Ông bà đấy. Là năm nay là có một thành viên mới. Ăn Tết là đây quý vị các bạn à. Đấy cùng xem đi nha. Bây giờ Trần Lâm TV 28 là đi tạm dừng video đây. Thì thằng con nghe rồi. Nghe đây Trần Lâm TV 28 là đi tạm dừng video đây. Nếu rượu tiếp thì Trần Lâm TV 28 còn đi nhiều chỗ đất cơ. Nhưng là hai cái chỗ nữa. Này có gì thì quý vị cùng đón chờ tiếp theo nhá. Đấy, hôm nay là cố, hôm nay là đơn giản. Chào nha. Bùi Huấn đây. Đấy, đơn giản thôi. Anh em mà nguyên mà tài liệu nha, cái này. Nói chung anh em mà không có phải là cái loại đấy. Tài liệu hết bằng kia rồi nha. Anh em làm sao mà còn cứ vào kênh Trần Lâm TV 28 TV ủng hộ kênh cho Trần Lâm nha. Đấy các bạn ơi, em vừa xong em nói các bác là bây giờ là chỉ một lúc nữa là kết thúc livestream, nhưng mà hiện tại bây giờ là khách đến đông quá là bọn em phải chạy, bọn em là sẽ đi mỗi nhà một tí nữa các bạn. Đấy, đây. Vừa xong là chưa có đông người đâu, nhưng bây giờ là như này. Đây, đấy, đấy. Vừa xong là bọn em là rồi một tí thôi, nhưng mà bây giờ là nó như này là bọn em là sắp xếp. Không phải là như vậy nha. Đi thì em mà đi mới nhau thêm một tí nữa. Vừa ra đến Tết thì biết nhau. Hôm nay là về và nguyện đi với em. Và sau đó nhẹ nhở thôi. Bố và hôm nay là ông ơi. Và luôn ông được các cháu học của ông về đây chúc Tết gia đình nhà nguyện. Đấy là trong nhà đây các bác nhá. Còn đây, ngoài sân đây. Thế mà từ đấy giờ là huyên hơn nít rồi các bạn. Nít rồi, bây giờ đây trong gia đình đây. Ở đây là trên số 3. Trên bóng đồ thủy Hòa Bình.
Ở dưới đây toàn đại gia ra các bác ạ, không phải đơn giản đâu. Trông nhìn như này thôi nhưng mà nhà 30-40 con trâu không ít đâu. Đấy, em quay cho các bác là hòa bình như vậy đấy. Rượu thì bây giờ ngày Tết thì mình chỉ uống thôi, có đơn giản theo kiểu là đi uống nhầm tí thôi thì đứng dậy nhanh càng tốt, mà càng ngồi lâu thì càng say nhiều. Tôi xin chào hẹn gặp lại tất cả quý vị vào video kế tiếp nhá. Xin chào. Đây là cháu Đích Tôn. Cháu Nội. Đây là bố. Bố đứa bé, đâu bố đứa bé. Bố đứa bé lắm, một con to. Còn đây là bố mẹ của bố đây. Ông bà đây. Là năm nay là có một thành